Tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng, năm 2022 vận may liên tiếp ùn ùn kéo tới, giàu như vũ bão. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Phong thủy Gia Cát. Được sự cho phép của thầy Gia Cát, ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ tới quý vị và các bạn về vận trình tử vi tuổi Ất Dậu nữ mạng trong năm mới 2022 nhâm dần. Chắc hẳn quý vị tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng đang rất tò mò về vận trình của mình trong năm mới 2022 sẽ diễn ra như thế nào, đúng không ạ? Xin chúc mừng quý vị, năm nay sẽ là một năm cực kỳ may mắn với quý vị đó ạ. Sau bao nhiêu năm khổ cực thì bây giờ cũng là lúc mà gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mạng phất lên như diều gặp gió. Phần gia đạo của tuổi này cực kỳ có nhiều điều tốt đẹp, gia đạo luôn yên ấm, bình an và đặc biệt là trong năm nay hoàn toàn có thể an tâm về gia đạo. Đường công danh sự nghiệp được sáng tỏ khiến cho nhiều người phải ghen tị và cúi đầu ngưỡng mộ. Cho dù trước đây gặp cảnh đổ vỡ giữa chừng vì hoàn cảnh tác động, nhưng từ nay trở đi thì có thể phát triển không ngừng, sự nghiệp bắt đầu có thể thâu được những kết quả và tiền bạc làm ra nhiều nhưng mà lại gặp phải một số vấn đề, đó là hao hụt vì những sự cố bất ngờ. Nhìn chung về sự nghiệp và tiền bạc có thể được tạo ra một cách dễ dàng và nhanh chóng. Năm nay được quý nhân phù trợ, cho nên các vấn đề trong cuộc sống của tuổi này phát triển rất tốt. Vậy nên cần phải nắm bắt thời cơ, đừng để tụt mất cơ hội. Và ngay sau đây xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi luận giải chi tiết. Và quý vị cũng đừng quên nhấn vào đăng ký theo dõi kênh và đồng thời chọn vào tín hiệu quả chuông để nhận thông báo từ kênh quý vị nhé. Còn bây giờ xin mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Tổng quan tử vi tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mệnh trong năm nhâm dần 2022. Về sức khỏe, tuổi Ất Dậu nữ mệnh cuộc đời vào tuổi nhỏ hoàn toàn sung sướng về thể xác, đường công danh có nhiều triển vọng hoàn toàn tốt đẹp, trung vận trái lại, nhiều lo buồn và nhiều nghĩ ngợi về vật chất cũng như về tinh thần, hậu vận mới được an nhàn, sung sướng. Năm nhâm dần 2022, tuổi Ất Dậu sinh năm 1945, về tình hình sức khỏe được cải thiện rất nhiều, ít ốm đau hay mắc các bệnh trái gió trở trời. Một số căn bệnh tuổi già đã theo gia chủ từ lâu, sang năm nay cũng không còn nguy hiểm nữa do hợp thầy hợp thuốc và tinh thần gia chủ vui vẻ, phấn chấn. Bên cạnh đó, gia chủ tích cực tập các bài tập đúng độ tuổi, có chế độ ăn uống nghỉ ngơi hợp lý cho nên sức khỏe thể chất được đảm bảo. Phong thủy Gia Cát khuyên gia chủ nếu có thời gian nên đi chùa thường xuyên để tâm được tĩnh. Gia chủ nên mang theo bên mình pháp khí phong thủy cho mệnh chủ năm nay sẽ cần phải sử dụng vòng cổ bát bảo tâm kinh để bổ trợ thân mệnh cho mình. Đây chính là pháp khí phong thủy của nhà Phật mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên địa nhân hợp nhất. Vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Về tình cảm gia đạo, năm nhâm dần 2022, gia đạo yên ổn, các mối quan hệ gia đình, bạn bè, họ hàng, xã giao đều hài hòa tốt đẹp, nhờ có thái độ đối nhân xử thế khéo léo mà luôn được mọi người quý mến và kính trọng. Gia đạo êm ấm, con cháu chăm ngoan, học hành thành đạt, tình cảm gia đình bền vững là một trong những niềm vui tinh thần cực lớn đối với con giáp này. Nếu đang sống đơn thân, tuổi Ất Dậu có cơ hội gặp gỡ người khác phái, vun đắp tình cảm ấm áp lúc tuổi già. Có thể ở tuổi này tình yêu không còn quan trọng nữa, nhưng cũng là chút niềm an ủi. Gia chủ nên mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, tị, dậu, sửu, giúp kỵ tà, hóa sát, gia đình hòa hợp. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Trên đây, Phong thủy Lộc Tài vừa chia sẻ với gia chủ về vận trình tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mệnh. Nhìn chung, ở độ tuổi của gia chủ công việc hay tài lộc cũng không còn quan trọng nữa. Điều gia chủ cần quan tâm chú trọng đó chính là sức khỏe về gia đình. Trong năm nhâm dần, gia chủ cần phải chú ý tuyệt đối cẩn thận khi di chuyển, tay chân dễ bị tổn thương, cần phải dĩ hòa vi quý các mối quan hệ, đặc biệt là lắng nghe ý kiến từ con cháu, chăm sóc sức khỏe bản thân, vui vẻ, tận hưởng tuổi già. Tổng quan vận mệnh tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mệnh trong năm 2022 nhâm dần. Người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 có nạp âm ngũ hành là Tuyền trung thủy, nước dưới suối.
người tuổi này có bản tính lanh lợi, hoạt bát, thông minh và rất sôi nổi, nhiệt thành. Họ rất thành thục, cơ trí, hiền lương, giỏi xã giao. Họ thường may mắn do có quý nhân giúp đỡ, hoàn thành được chí lớn. Đây cũng là mẫu người đa mưu, túc trí, giàu tham vọng. Song con đường họ đi luôn luôn quang minh chính đại, không lươn lẹo hay làm việc gì xấu xa. Tuy nhiên, người này có tính tình thất thường, nhanh nóng nhưng cũng nhanh lạnh. Đây cũng là điểm yếu lấy đi rất nhiều cơ hội của người tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Nữ giới Ất Dậu là người giữ chữ tín, giữ giỏi bí mật. Nhưng họ thường đi phê phán đánh giá người khác thẳng tính nên hay làm mất lòng người khác, bị gièm pha, nói xấu sau lưng, đề phòng những hung hòa ập đến và hóa giải những ảnh hưởng xấu do vận trình của năm mang lại. Những gia chủ tuổi Ất Dậu cần phải luôn mang theo bên mình một kim bài thái tuế để hóa giải. Kim bài thái tuế là một trong những pháp khí hàng đầu sử dụng để hóa giải hạn thái tuế của năm, giúp cho vận trình năm được hanh thông thuận lợi. Xét về vận hạn năm Nhâm Dần 2022, nữ mệnh Ất Dậu sinh năm 1945 gặp phải sao chiếu mệnh, sao La Hầu, vận hạn địa võng, hạn tam tai. Năm 2022 Nhâm Dần, gia chủ tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 78 tuổi không phạm tam tai. Hạn hoang ốc, nữ mệnh 78 tuổi không phạm hoang ốc, kim lâu, rơi vào hạn kim lâu tử. Xét về mối quan hệ địa chi, Dậu gặp Dần không xung khắc, bình ổn. Xét về mối quan hệ thiên can, thiên can Ất âm mộc gặp Nhâm Dương Thủy là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mệnh trong năm nay, cần phải cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không mong muốn. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp những thị phi, mất lòng những người xung quanh. Trong năm Nhâm Dần 2022, gia chủ tuổi Ất Dậu nữ mệnh cần phải chú ý tháng Quý Mão, tháng 2 âm lịch, từ ngày 3 tháng 3 đến ngày 31 tháng 3 dương lịch. Đây là tháng đại kỵ với gia chủ tuổi Ất Dậu, không nên thực hiện những công việc quan trọng trong tháng này. Xem sao chiếu mệnh, vận hạn và cách hóa giải cho nữ mệnh tuổi Ất Dậu sinh năm 1945. Trong năm 2022, gia chủ nữ mệnh Ất Dậu 78 tuổi năm nay gặp sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim. Đây chính là sao hạn mang đến những điều không may, bất kể đó là nam hay là nữ thì đều phải cẩn thận. Người bị sao La Hầu chiếu mạng thì rất dễ bị tao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật và khẩu thiệt thị phi. Nghĩa là sao này rất chủ về mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra thì người gặp sao này cũng cần phải chú ý các bệnh về máu huyết và tai mắt. Những người mệnh hỏa và mệnh kim khi gặp sao này thì sẽ nguy hiểm hơn. Hóa giải vận hạn sao La Hầu. Dâng sao giải hạn vào lúc 21 giờ đến 23 giờ ngày mùng 8 âm lịch, vì đây là thời điểm mà sao La Hầu đăng viên, có nghĩa là chiếu sáng nhất. Hãy lập bàn thờ cúng quay về hướng Bắc với 9 ngọn nến xếp theo hình dưới. Bài vị màu vàng có ghi dòng chữ Thiên Cung Thần Thủ La Hầu Tinh Quân, cùng với các lễ vật cần thiết như trầu cau, đinh tiền vàng, hương hoa, nước để chuẩn bị cho lễ cúng, hoặc có thể vận dụng yếu tố phong thủy để khắc chế. Vì sao La Hầu là sao xấu nên áp dụng nguyên tắc sao xấu thuộc ngũ hành nào tiết giảm đi. Do đó, đối với sao La Hầu, ngũ hành là kim, cần phải dùng thủy để tiết chế hóa giải. Đó là đeo những đồ trang sức đá quý màu đen như đá núi lửa, thạch anh đen, thạch anh tóc đen, nhằm tiêu trừ vận hạn xấu không may xảy ra cho gia chủ khi bị sao La Hầu chiếu mạng. Gia chủ nữ mệnh sinh năm 1945, năm nay gặp hạn địa võng. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than, lời ăn tiếng nói, xanh đoan dày già. Có nghĩa là người nào gặp phải hạn này, gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống, gặp nhiều rắc rối thị phi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, muôn đời, mang tiếng xấu. Điều này khiến cho tâm trạng người gặp hạn trở nên đau buồn, phiền lòng. Khi gặp phải hạn này thì các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng, mệt mỏi. Không nên quá tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt, ngủ hay là ở trong nhà. Chẳng may bị tai bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp và mất mát tài sản. Để giảm bớt những ảnh hưởng của hạn địa võng, gia chủ cần phải
nên là không đi ra ngoài vào lúc trời tối, không may bị tai nạn bất ngờ xảy ra là rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng và thậm chí là cái chết. Song đó, gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm. Chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham, đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Quan trọng hơn, gia chủ cần phải thành tâm, sống hướng thiện, thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật, mong gia đạo được bình an, sức khỏe, dồi dào. Luận tử vi nữ mệnh Ất Dậu sinh năm 1945 theo tháng âm lịch năm 2022. Tháng 1, đón xuân cùng gia đạo, tuy nhiên sức khỏe của gia chủ cần chú ý, có thể bị bệnh liên quan đến phần đầu. Tháng 2, đây là tháng công việc làm ăn của những người trong gia đạo của gia chủ không được tốt, mối quan hệ tình cảm cũng như bạn bè của gia chủ có thể dẫn tới chia ly. Tháng 3, tháng này công việc kinh doanh làm ăn của con cháu có sự thay đổi theo chiều hướng tích cực, tuy nhiên luôn có kẻ nói xấu đằng sau lưng. Tháng 4, tiền bạc trong tháng này của gia chủ có sự tiêu pha nhiều, tiêu pha chủ yếu về sức khỏe. Tháng 5, tình cảm của các thành viên trong gia đạo tháng này không được tốt. Tháng 6, đây là tháng của gia chủ đón nhiều chuyện vui trong gia đình, đó có thể là việc cưới xin của con cháu hoặc có thêm chất. Tháng 7, trong tháng này tiền bạc có sự hao tán, cẩn thận bệnh tật ốm đau lâu ngày. Tháng 8, đây là tháng mà sức khỏe của gia chủ không được tốt. Tháng 9, gặp nhiều chuyện buồn phiền, tâm trạng bất ổn, cẩn thận thị phi. Tháng 10, khi đi ra ngoài gia chủ nên đi cùng con cháu, tránh những tai nạn bất ngờ. Tháng 11, việc làm của con cái rất thuận lợi, có của cải để dành. Tháng 12, nhờ được hưởng âm phần phúc đức của tổ tiên cho nên sức khỏe của gia chủ cải thiện rất nhiều trong tháng này. Thưa quý vị, trên đây là những chia sẻ của Phong Thủy Gia Cát về tử vi của tuổi Ất Dậu sinh năm 1945 nữ mạng trong năm mới 2022 Nhâm Dần. Phần luận giải hết sức chi tiết và đầy đủ. Qua đó thì quý vị cũng đã phần nào yên tâm vững bước trong năm 2022 Nhâm Dần, đầy hứa hẹn, đầy tài lộc và may mắn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin mến chào và hẹn gặp lại.